Đang hỏi ra sớm tình trạng nè. Tình trạng mà ra sớm nhất nè. Tình trạng ra sớm nhất. Quay vô cái gương mặt mà hứa ra sớm nhất. Quay vô cái gương mặt đó đi. Ai hứa? Mày á. Ủa có hả? Ủa không có luôn hả? Anh nghe nói không hả? Gần nhất là đi trễ nhất. Cái này là lúc đó nói sao chứ hồi chiều hôm qua. Sao vậy? Lấy nữa.